Alo, xin chào anh em. Quay trở lại clip của mình. Thì nay mình lại tiếp tục giao bán giúp anh em. Giúp anh em có người nhờ thì lại giúp thôi. Một cái app Thiên Long Quyền cho những ai đam mê Thiên Long Quyền. Tầm chung chung thôi, tầm chung. Với giá ok cho anh em nào không có điều kiện chơi. Thì mình cũng không nói nhiều nữa, thì vào vấn đề chính luôn. Để cho anh em mua về cái cốt Thanh Long lệnh 4 để mình bắt dương. Thì đây chuyển sinh ở đây mình đầu tiên là thông tin trước nhá. Ác chuyển sinh 8 cấp 88 võ hoàng, mắc 750k chân khí rồi. Hiện tại trong ác thì anh em nhìn chưa có một ký hiệu nào nhá, chưa có một hiệu nào. Thì ác này mới kích hoạt được cái hoàng người năng động, kích hoạt cốt Thanh Long lệnh 4 được vài ngày thôi. Ở đây thì nhưng ai mà gọi là đã chơi 152 từ xưa thì biết cái danh hiệu Địa Bạch Kỳ Hiệp thì nhỉ. Một trong những cái gọi là huyền thoại của Võ Lâm 2 rồi. Làm nhiệm vụ phong tường, mắc thì được cái chữ này. Chả biết là mắc hay là đến đoạn nào cũng được chữ này nhỉ. Mình cũng không nhớ rõ lắm vì mình cũng lâu lắm mình. Bởi vì bây giờ nhiệm vụ phong tường nó cũng đã fix rồi. Bây giờ kiếm được một cái ác mà có hiệp Địa Bạch Kỳ Hiệp rất là khó. Thì sơ qua về chút đồ trong thủ khố trước đi. Thì anh em nhìn này, có Hoan Lăng Bảo Ngọc nha, một trong những vật phẩm huyền thoại của Võ Lâm 2. Hoan Lăng Bảo Ngọc từ thời cái nhiệm vụ phong tường. Đây đồ thì còn phục sinh đơn đây cho anh em đây. Đấy còn nhiều sách bét nữa cho anh em nữa. Thì vào luôn ác nhá. Đầu tiên là nói về ác thì có hai món hào hiệp vô hạn cho anh em. Nón tốc nhá, nón tốc thì nghệ phòng ngự nội công. Áo cũng tốc đây, hai món tốc này. Anh em đi áo cộng 10, nón cộng 9 nhá. Quần chuyến cuồng đều khả phun đá rồi. Ngọc về, đơn ngọc siêu dương 80% cho anh em. Đặc biệt bắt cái chuyến cuồng cộng 15 anh em nhá. Cộng 15 đã khả mà tất cả đều phun đá rồi. Thì đêm là 925 cũng không phải là cũng gọi là được. Ok. Tín vật cấp 7 nhá, tín vật cấp 7. Cái kim xà thì kim xà đầu tiên là áo choàng này. Anh em nhìn này, cực ngon nữa. Cái óc sổng 3 mà vàng nữa thì gọi là mắc óc rồi. Đến huy chương này cũng rất ngon, nói chung là full óc và nội công. Rất là ok. Đây mà khoái sạch rồi nhá, đều full cộng 11 cộng 12 cho anh em này. Mật tịch nhá, mật tịch đầu tiên là mình về cái mật tịch tụ khí trước đi. Tính tụ khí đây thì đã hỗ trợ từ này là 87 cộng 21% mà cũng anh em tụ khí được 14 thôi nhá. 14. Hiện tại là chưa có một cái hiệu nào, anh em nhớ là như vậy, chưa có một hiệu nào. Còn đây là mật tịch đá đây, mật tịch đá là 98%. Thì ví dụ mình tháo cái đôi ngọc đấy ra nhá, tháo đôi ngọc hỗ trợ mật tịch ra. Thì cái chỗ này là 98 cộng 5 cũng đã sút được 800, cùng là 103 thì cũng sút được 6 ô rồi. Vâng, cướp đây 6 ô đây nha. Đây tiến cấp đầy đủ rồi. Một tổ tiến cấp chưa được còn ngon lắm. Nhưng mà tiến cấp hết các xong rồi. Và mình đeo vào này, cái này thì thành sút 7 ô nha anh em nhé. Đây, sút 7 ô này. Vâng, cướp sút 7 ô cho anh em nào đam mê 7 ô, sút xa, thích mất. Thì lăng 3 thi bộ toàn tập đây, 10 thành cho anh em, chạy lăng 3 đây. Đây đặc biệt là có một cái Như Lai Kinh, nếu mà anh em chơi thì thiếu ông quyền nhiều chắc quá biết rồi. Đây là trần phái 20 thành đây. Đây mình ép 5 đây thì 10 thành đúng không anh em. Thì mình đeo cái này lên nhá. Đó, trần phái 20 thành. Chắc là cho anh em nào đam mê đi trần phái. Ép trần phái 20 thành cho nó máu. Ép đối phương thôi. Về văn sức đây, văn sức đầu tiên là cái này có thể giao dịch được nha anh em nhé. Cái này cũng phải cả vàng rồi, nó cũng công linh hoạt, công kích. Ô 2 chưa có, ô 3 cũng vô hạ rồi. Đấy, anh em có thể xem, mình không nói, bet 5 nhá, bet cấp 5, tỷ lệ nội ngoại công với tỷ lệ phòng ngự chủ nhân. Về ngoại trang nhá, ngoại trang thì mình cũng xin nói luôn là ngoại trang cả quần áo là đều ép ổn định 7 rồi anh em ạ. Đều ép ổn định 7 rồi nhưng mà tức là đều lưu ở trong thủ khố rồi nhưng mà có tội là trong tổ áo rồi. Anh em có thể lấy quần áo ở quần 7 mua, anh bạn mất 100 vàng thôi.
nhưng mà vì áp này là hết vàng cho nên là cái quần này vẫn còn thời hạn, tức là anh em có thể lấy quần đi 7 cứ lúc nào. Đây thì bây giờ mình đeo quần đi 6 này, nếu mà lấy cả áo quần đi 7 nữa thì đêm mà 9k2 9k3 gì đó mình cũng không dài lắm. Thì đây thì hiện tại như thế này mà đêm hơn 9k chưa có một ký hiệu gì anh em nhé. Đặc biệt là có một cái áo lô hộ tướng cho anh em, áo lô hộ tướng em cày lên 800k rồi đeo kéo lên vào, hoặc là anh em chỉ cần lên cày lên 250k công trạng thôi, để chuyển server sang server nào đó mà ít người thì xoáy nhờ xoáy phong tướng cho được mà, thì cả 250. Nói chung là áo này là một là có thể là quân hàm tướng, hoặc là hai là 800k công trạng đều được. Tướng thì bây giờ chúng cũng không như ngày xưa anh em ạ, bây giờ nó có xoáy nó phong cho được phát được xong. Đây điểm năng động thì 5k8 anh em nhé, 5k8. Đây là nhiệm vụ thì đây, tốc chiến tốc thắng này, làm cũng gần full rồi. Em cày lên 280k công trạng, đây danh vọng sư môn thì là nhận full cái tích lũy nhá, tích lũy. Rồi nhận thêm, anh em cày lên thì làm nhiệm vụ hàng ngày là có thể nhận được cả thêm quần hào hiệp vô hạ là full 3 món này. Còn ấy rồi đeo áo luôn tướng vào này, cực sức chơi nhá. Để mình ra đây mình test một chút nữa. À về quên mình chưa cũng nói nhỉ, về kinh mạch một chút nhá. Kinh mạch mạch 4 full anh em nhá, 750k mắc này, chẳng chí này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, mày ô xa chưa? Đây này. Cực xa nhá. Thì chốt giá luôn này, giá ra đi với giá là 1.800.000 cho anh em. Anh em chuyển khoản 1.800.000 là có ác luôn nhá. Thì mình cũng xin nói luôn là mấy cái ác hôm nọ thì mình cũng bán hết cho anh em rồi. Cảm ơn anh em đã rất tin tưởng và ủng hộ mình và mua mấy mua giúp mình cái app đó, thì mình cũng chỉ là bán hộ thôi anh em thôi. Ai nhà mình bán giúp thì mình cũng đăng lên luôn cho anh em tham khảo, anh em nào thấy được thì xúc luôn. Với những app giá tầm trung, giá cực rẻ thôi chứ nó không mắc gì đâu, hay là app mấy chục triệu gì đó thì mình cũng không ấy. App Võ Hoàng anh em nhé, App Võ Hoàng. Trên đây rất nhiều ngọc linh đồ cho anh em đấy. Nhưng mà không thì anh em có vấn đề gì, anh em mua app thì cứ liên hệ Facebook mình, alo số điện thoại mình, cứ chuyển khoản xong là có app luôn. Thì anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Thì ví dụ như là anh em có vấn đề comment gì đó, ví dụ như là ngày xưa ví dụ như là có những trang bị là đồ thiên nghĩa hay gì đó, ví dụ như là Tiểu Dương Thiên Nghĩa này là Ngọc Diệu Dương, anh em muốn tìm lại những cái trang bị đó thì làm thế nào để có, thì anh em có thể comment tại sợ yêu cầu mình làm một video clip hướng dẫn để đổi trang bị đó. Thì anh em nào có yêu cầu thì nếu mà mình thấy số đông anh em đều ủng hộ làm những video đó thì mình sẽ làm hướng dẫn giúp anh em nhé, để những cái trang bị đó. Đấy thì anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ, thì khi mà có video hướng dẫn thì nó sẽ thông báo về điện thoại thì anh em có thể xem được. Hoặc là ví dụ ai có nhu cầu mua app thì đăng ký kênh thì nhận ngay được thông báo rồi alo luôn đúng không ạ? Bởi vì app thì đa phần là mình đăng lên thì anh em đều mua luôn, cho nên là những mình rất phải xin lỗi những bạn mà chậm trễ hơn, bởi vì mình app ai mua trước ai gọi trước thì có luôn mà.